New York cấm du khách chụp hình selfie với những chú hổ tên từ New York. Mới đây, thống đốc New York Andrew Cuomo đã ký vào một đạo luật mới cấm sự giao tiếp giữa công chúng với những chú hổ trong các đoàn xiếc và hội chợ. Trước đó, người ta đã phát hiện những hình ảnh chụp selfie với hổ được đăng tải trên các trang hẹn hò trực tuyến. Theo các nhà vận động vì động vật hoang dã cho biết, việc tiếp cận sẽ là rất nguy hiểm đối với cả con người và những chú hổ. Họ cho rằng những chú hổ này đã bị tách khỏi bố mẹ từ khi còn bé, sau đó tiếp tục bị ngược đãi và đối xử tồi tệ khi trưởng thành. Theo Thượng nghị sĩ Tony Avella cho biết, việc chụp hình với những chú hổ sẽ khiến cho người chụp có thể bị nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Trước đó cũng đã có nhiều trường hợp bị thương nghiêm trọng vì tiếp xúc với những chú hổ trong đoàn xiếc để chụp hình selfie.